tại sao khi mà uống nước đậu đen rang á, chúng ta lại cần phải ngâm hạt đậu đen qua đêm trước? Mình cứ để vậy á, mình đun luôn, mình rang luôn thì nó có nhanh và nó có giữ được nhiều chất dinh dưỡng hơn không? Vậy thì sự thật là như thế nào, mọi người hãy cùng Lý đi tìm hiểu nha. Nước đậu đen rang á, là một cái loại đồ uống được rất là nhiều chị em phụ nữ sử dụng để mà thanh lọc cơ thể, giảm cân, đẹp da, đen tóc này. Đậu đen á, nó được mệnh danh là vua của những loại đậu với lượng protein gấp 2 lần so với thịt lợn, thịt gà, thịt bò và gấp 12 lần so với những cái loại sữa khác. Điểm nổi bật nhất của cái loại đậu đen đó là nó có chứa nhiều anthocyanin. Đây là một chất chống oxy hóa có khả năng trì hoãn sự lão hóa còn mạnh hơn cả vitamin C và vitamin E nữa. Theo y học Trung Quốc cho rằng á, màu đen của đậu đen sẽ có tác dụng bổ thận, đẹp da, thanh nhiệt, hạ hỏa, có công dụng lớn hơn so với những cái loại đậu khác. Vậy nên khi uống nước đậu đen, ăn đậu đen sẽ giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, phòng tránh ung thư, kéo dài tuổi thọ và chống lão hóa cho tế bào của mình. Ngoài ra thì đậu đen nó cũng hỗ trợ giảm lượng đường sau bữa ăn tốt hơn so với những cái loại thực phẩm khác. Vậy nên nó sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và tăng cân. Trong video hôm trước khi mà Lý nấu cái nước đậu đen này, Lý đã ngâm qua đêm và có rất là nhiều người hỏi Lý là tại sao mình lại phải làm như vậy. Thì đậu đen đó mọi người, nó cũng giống như là những cái loại hạt này mầm khác, nó đều có một cái cơ chế sinh học tự nhiên, đó là ức chế những cái thành phần hấp thu chất dinh dưỡng. Khi mà hạt chưa ngâm thì những cái chất này nó có khả năng kiềm chế hấp thu chất dinh dưỡng ở trong cơ thể. Còn sau khi mà chúng ta ngâm đủ thời gian, đối với đậu đen là khoảng từ 6 cho đến 7 tiếng, thì theo cơ chế tự nhiên hạt nó sẽ giải phóng ra những cái chất để nảy mầm. Vậy nên việc mà mọi người ngâm qua đêm, nó vừa nâng cao được chất dinh dưỡng của đậu đen mà lại giúp tiêu hủy đi một số cái chất độc hại tự nhiên có ở trong hạt đậu. Còn việc mà chúng ta rang hạt đậu đen á mọi người, ngoài cái việc mà nó có cái mùi thơm hơn, bùi hơn và ngon hơn khi mà uống nước á, thì theo như kinh nghiệm dân gian và y học cổ truyền thì cái việc mà rang hạt đậu ở trên chảo nóng sẽ ngăn ngừa được cái tình trạng lạnh bụng khi uống. Nhất là những người có cơ thể hàn, tiêu hóa kém thì cái việc này sẽ không có gây ra cái tình trạng đau bụng hay là lạnh bụng khi mà mình uống nha. Như vậy là mọi người đã biết tại sao mà mình cần phải ngâm hạt đậu đen trước khi mình rang rồi đúng không ạ? Kể cả mọi người nấu chè hay làm gì cũng vậy nhé, thì chúng ta nên ngâm trước để cho nó được hấp thu chất dinh dưỡng tốt hơn mọi người nha. Còn mỗi ngày mà chúng ta uống được một ly nước đậu đen như thế này thì quá là tốt cho cơ thể của mình rồi. Nhưng mà cũng nhiều nhất là mỗi ngày khoảng một ly như thế này thôi mọi người nhé. Và chúng ta có thể uống cái liệu trình liên tục trong 15 ngày để mà hỗ trợ thanh lọc này, để mà có được nhiều cái tác dụng cho cơ thể. Sau đó chúng ta có thể ngưng 15 ngày rồi sau đó mình cứ uống liên tục như vậy, xen kẽ thêm nhiều loại đồ uống khác tốt nữa cho sức khỏe của mình nha. Và video của Lý ngày hôm nay đã kết thúc rồi. Lý hy vọng là với những cái kiến thức Lý chia sẻ thì giúp cho mọi người được sống khỏe hơn mỗi ngày nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại.